Xin kính chào các thượng đế. Buổi chiều ngày 27 tháng 5 năm 2024, báo cáo với lại các thượng đế, chiều ngày hôm nay thì có 7 sản phẩm lên đường. Trước tiên cho mình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thượng đế trên giải chữ S đã gửi chọn niềm tin vào số máy 0368888479. Ở trong này là đôi loa đài Toshiba có một mức thóc là 100.000 đồng và một cái bộ kính đúc, thì kính đúc là mình gửi trả lại sư huynh của mình ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Sư huynh thông cảm, huynh cho đệ nhưng mà đệ không dùng thì nó cũng thế thôi, lãng phí thì gửi lại cho huynh, thì thi thoảng huynh còn xoay. Còn đây là Mỹ loa Sony 710, địa chỉ tới huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đây là loa Sony 710, địa chỉ tới huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đây là Mỹ loa Sony 710, địa chỉ tới huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đây là băng cassette, địa chỉ tới huyện Hoài Đức, thủ đô Hà Nội. Đây là băng cassette, địa chỉ tới thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đây là băng cassette, địa chỉ tới huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Điểm danh lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi thế mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Thân ái chào tạm biệt.